Ui, mình nhà giàu, ngày nào có rất là nhiều đồ ăn ngon. Thử xem hôm nay bố mẹ mình mua cho mình món gì nào. Kẹo sô-cô-la sữa, poppy, tốt, bánh nướng khoai tây. Ui, bánh gấu bông. Trời ơi, toàn là nhiều đồ ăn ngon thế này cơ à. Bố mẹ mình đúng là nhà giàu có khác, toàn là đồ ăn ngon luôn đấy. Cái gì cũng ngon. Ok, bây giờ thì mình sẽ chọn một cái món nào mà ngon nhất ở trong này. Wow, cái nào ngon nhất được ta? Quyết định là ăn huba huba để xem cái gói huba huba này nó có ngon không nào. Quầy, thế này cơ à? Quầy, đúng rồi, thơm thế nhở? Để mình thử ăn cái kiểu à, đây, mình sẽ bỏ vào đây, mình tút ra từ từ. Ngon thế nhở? Được đấy. Mình nhà nghèo, suốt ngày cứ phải làm việc, có cậu trụ, xe cậu trụ đi bẩn, mình cũng phải lo. Mà cuộc sống mình nọ khá giả được mấy. Đáng quá. Biển này con nào. Uầy, nó thơm đấy. À, ngon đấy. Cô chú ơi, cô chú, cậu ra ngoài để con quét nhà cái. Con làm xong việc ở bên ngoài rồi. Mày bị đuôi mày không thấy tao ăn à? Đi ra chỗ khác, tao ăn. Lát nữa, tao ăn xong thì mày vào mà chọn. Đi ra, nhanh. Làm mất cả hứng. Ôi, no rồi. Chắc mình phải kiếm chỗ nào để đi chơi. Cậu chủ đi rồi. Mình phải vào quét nhà thôi. Ôi, sao toàn đồ ngon như thế này mà cậu chủ ăn thừa nhiều quá. Wow, toàn là đồ ăn ngon mà cậu chủ cứ ăn thừa như thế này. Chắc mình chỉ dám ăn mấy cái món mà cậu chủ ăn thừa để lại, còn lại cất cho cậu chủ, không cậu chủ biết được thì cậu chủ đánh chết. Thôi, mình sẽ ăn mấy cái đồ thừa cậu chủ trước mắt mình dọn sau. Wow.
cái gì nữa ta? Cắt vào đây. Cái nào mà mình vừa thì mình sẽ ăn. Wow. Lúc nào trong cái cậu chủ ăn mình hết để lại cho mình ăn. Đúng là đồ của nhà giàu có khác. Cái này bị cắt gọn và cọc chung, không lát mình có chủ đánh chết.